Rồi, Thế Giới Cây Nho xin chào các anh chị. Thì dạo gần đây nhiều anh chị lại gọi tới em hỏi là nho mà trồng nhà màng, nhà lưới thì có được không? Đó, nó có ra hoa ra trái được không? Thì do nhiều các anh chị xem clip của em nhưng mà chưa có để ý nhiều. Những clip em từng quay những cái vườn nho như thế này. Và những vườn nho này đều trong nhà màng nha mọi người. Nhà này là được lớp trên là được phủ bằng bạt ha, bạt của nhà kính đồ á, cũng như ở Đà Lạt người ta làm rau đó. Xung quanh là bao lưới hết đây mọi người xem, thấy không? Xung quanh là bao lưới hết này, và tấm phủ trên là giảm nhiệt độ lại ha. Đó, tại vì cái bạt mà nó chiếu xuống rất là nóng, cũng như là như thế này thì khoảng cỡ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều rất là nóng luôn mọi người đó. Và để xem cây nho nó có trồng được trong nhà màng hay không để cho các anh chị cùng biết ha, thì nó có những ưu nhược điểm gì đây mọi người thấy không? Đó, có được hay không thì mọi người sẽ xem này, thấy không? Đây là cái gì nha? Đây là hoa của cây nho đó mọi người, thấy không? Và đặc điểm là nó rất là ít bệnh nha, lâu cũng có những con bọ nó ăn. Mọi người thấy không? Cây nho này, cây nho này nó có như đây thôi, nhưng mà nước lên rất là đẹp. Nước lên nè, tạo cành cấp 1 nè, cấp 1 nè, cấp 1 nè, cấp 1 nè. Mình ở đây mình tạo thành 4 cành cấp 1 ha. Và khi cắt cành nè, cắt lại mỗi cành em chỉ để lại khoảng hơn 1 gang tay thôi, đến 2 gang tay. Mọi người xem của nó này. Đó, không? Hoa nó đây mọi người thấy chưa, rất là phát triển rất là mạnh chứ không vấn đề gì hết. Thì mọi người nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta trồng như thế này thì nó kháng bệnh tốt nè. Thứ nhất là nó kháng bệnh tốt, dễ dàng chăm sóc hơn, ít sử dụng thuốc hơn đó mọi người xem. Cho mọi người xem là cái lượng bông kinh khủng khiếp như thế nào, nó rất là đẹp luôn. Mọi người thấy chưa? Đây nè mọi người. Còn nữa, xung quanh quỳ sâu lưng của em là một vàng nho, có 10 cây nho thôi mà lấy lượng ho ra rất là nhiều. Đây. Thấy chưa? Cái cành này nó mang đến 3 cái chùm ho. Đây. Ho rất là nhiều, cành rất là mập. Đây mọi người. Đó, phát triển rất là mạnh. Chúng ta vặt bỏ bớt. Thấy chưa? Ngọn nè, rất là mướt luôn nha mọi người. Đây là giống như đen. Mọi người thấy đã không? Hoa bạc ngàn luôn nè mọi người. Cứ một cành là hai chùm, một cành là hai chùm, rất là đẹp nè mọi người. Đây là giống nho đen nha mọi người nè, rất là sai luôn đó, kinh khủng khiếp này mọi người, quá rất là đẹp luôn đó nè, thấy chưa? Giai đoạn này thì mình phun những cái thuốc gì, bón phân gì? Thì gồm về thuốc thì mọi người trồng sân thượng quanh nhà, trồng chơi cảnh thì chúng ta chỉ cần phun 3 loại thuốc sau đây. Thứ nhất là Atracon, thứ hai là Melody, thứ ba là Profiler, là 3 thuốc chuyên về trị nấm ha. Được để trên màn hình thứ tự để cho mọi người có thể tìm mua và phun định kỳ, một tuần một lần hoặc một tuần hai lần nếu gặp trường hợp mưa nhiều. Chúng ta phun trước mưa hoặc mưa xong phun tiếp vẫn được, để nó bảo vệ cái lá cho nó tốt. Cây nho là cành lá là phải đẹp xanh mướt thì sau này cắt cành ra hoa mới rất nhiều. Còn đối với phân bón thì mọi người sử dụng cho em ở giai đoạn trước khi cắt cành,
chuẩn bị cắt cành 10 ngày. Các anh chị bón giúp em NPK. Hàm lượng nó khoảng cỡ 20-15 hoặc 3 NPK 3 màu. Đó. Giúp em. Thì mọi người bón xong mọi người cắt cành. Đó, sau khi cắt cành xong thì cần bón gì? Như ở giai đoạn trước mắt đây nè. Khi bón cần cắt cành xong thì các anh chị bón lăng. Thì vì lăng nó tạo rễ thì nó sẽ đẩy mầm ra rất là nhanh, cũng như là ngọn ra nhanh, mập, khỏe. Đó, và đây là em đã áp dụng. Như thế thì cây nó cũng đạt rất là ổn. Nè mọi người xem ha. Nè ho nó đây. Thấy không? Đây là giống nho kẹo 1-6. Nè, cái lượng ho ra rất là nhiều. Đó, đây là cái clip về cái vàng nho này đã thứ 7, thứ 8 rồi. Đó là mọi người cũng hiểu rồi. Không? Ho nó đây. Và mọi người có bảo là có cần nhúng thuốc hay cái gì để cho nó đậu quả không? À, thì chúng ta cũng không cần thiết đâu. Cứ từ từ. Mọi người xem nè. Thấy chưa? Cỏ này rồi rất là đẹp. Nè. Đây là ho của nó nha mọi người. Còn đây là cái rau của nó nè. Nhiều người đang lầm tưởng đây là cái rau nho nè. Cái rau nho này vì sao nó xuất hiện, đó là nó cũng thuộc đồng nghĩa với cái bông đó. Cái bông nho đó, nhưng mà nó không có đủ hình thành bông thì nó sẽ biến thành rau. Còn nó cành đủ khỏe thì nó sẽ biến thành cái này. Thành cái bông nụ rõ ra như thế này. Mọi người xem. Đó, và toàn bộ là trồng nhà màng nha. Đây. Tôi quay cho mọi người xem. Thấy chưa? Ở giai đoạn này thì mình vừa cắt cành xong thì em phải thu gọn cái lưới giảm bớt nắng á, do làm giống ở dưới á, nên em phải kéo ra hết để cho nó có lượng nắng cho cây nho. Thì cây nho rất cần ánh nắng khi sau khi cắt cành cũng như đậu quả đó. Nên mọi người lưu ý, mà anh chị nào mà muốn trồng nho thì nên chọn những nơi mà thật là nắng, không còn phải mát. Mọi người nói nhà màng này nó rất là mát, nhưng mà nhà màng rất là nóng nha, lượng nắng cũng cao thôi. Nè mọi người xem nè, nắng bình thường, không có mát gì hết. Và cây nho rất là phát triển rất là mạnh. Đây. Cái ho cỡ này thôi rất là ghiền luôn. Nó. Và để cho các anh chị biết là trồng trong nhà màng thì nó có được hay không. Đây. Đây là nhà màng đây nha mọi người. Nhà mình đang làm giống đó, đang làm giống bên dưới luôn này, thấy chưa? Nó làm giống đó. Để hạn chế được côn trùng. Như là thứ nhất là về bệnh mưa gió, là nấm. Cây nho rất là sợ mưa gió ha, vì mưa gió nó làm cho cái lá bị nấm, rụng lá đi. Đó, mọi người xem. Đây là giai đoạn gần nở rồi đây. Và những cái chồi non ra nè. Đó, thấy chưa mọi người? Đều mang nụ hết. Đây là chứng tỏ là cây nho rất khỏe và chăm sóc đúng kỹ thuật. Về kỹ thuật trồng thì các anh chị vào kênh, vào cái hội trên Facebook, đó là Thế Giới Cây Nho, thì cũng có nhiều Thế Giới Cây Nho tùm lum hết đó. Tại vì ai muốn đặt gì thì đặt thôi đó. Nhưng mà mọi người vào Thế Giới Cây Nho với hơn 10.000 người thành viên thì đó là kiểu như hàng thiệt. Đó là hàng của mình. Chứ bây giờ lên đầy Thế Giới Cây Nho Ninh Thuận, Thế Giới Cây Nho tỉnh gì tùm lum hết.